cương với là 100 gram yến xào. Mình không, cả nhà mình có ai dám uống không cả nhà? À, dạ không, à, Ngọc cũng không dám uống luôn. Nhưng mà cái này nè, Ngọc sẽ đại diện cho những là chất oxy hóa ở bên ngoài, những tánh thơ, những gốc tự do, tánh thơ vào cơ thể của mình mỗi ngày như mình ăn uống rồi đó. Mình ăn là rau củ thì có thuốc trừ sâu nè cả nhà. Rồi đi ra đường khói bụi xăng xe, rồi ăn thịt heo thì có tăng trọng tăng trưởng đó cả nhà. Rồi là bây giờ cá biển thì có phân ure nữa nè. Rồi thì bây giờ là cái cơ thể này bị không khỏe rồi cả nhà. Rồi Ngọc sẽ chia ra làm ba để mình cho giải pháp. Thiên nhiên. Thứ hai là không đường
luôn, không có khác. Và đạm của mình á, rất là tốt, tốt cho tim mạch nè, làm sạch mỡ máu nè, rồi là tăng cơ, giảm mỡ và tạo năng lượng cho mình mỗi ngày luôn đó nha. Cho nên nó là Ngọc rất là thích. Tức là mình rồi đó.
bệnh nè, mình cũng ăn những cái là mình ra đường mình hít khói bụi xăng xe, rồi là cá thì là có thuốc ngừa thai nè, thịt heo thì có tăng trọng tăng trưởng. Thì bạn của Ngọc đó là nuôi lươn đó, là cũng nó nói là nuôi lươn nó cũng để đó là thuốc ngừa thai vô thức ăn nên cả nhà cho lươn nó đừng có đẻ để mà nó mau lớn cả nhà. Rồi là một miếng thịt nướng đó, thì là thầy của Ngọc nói là một miếng thịt nướng tương đương với 60 điếu thuốc lá đó cả nhà. Cho nên nó là độc tố rất là nhiều. Rồi mình ăn uống hàng ngày thì là bây giờ là không khỏe rồi, thì để Ngọc chia ra làm hai cơ thể để cho giải pháp đó cả nhà. Rồi cái cơ thể thứ nhất thì Ngọc sẽ cho là uống chanh ha cả nhà. Thường á thì mình ở vườn á, mình đi xịt lúa hay là gì đó, mình đi xịt thuốc á, thì á là về á là mình á hay quậy chanh để mình uống, để mình đào thải những cái độc tố từ á là mình đi xịt thuốc nè. Rồi mình đi đâu á, về mệt á mình cũng quậy chanh uống nha, cho khỏe đúng không? Rồi nó khỏe vậy. Rồi cái này thấy khỏe không cả nhà? Chanh nhưng mà là chanh á, có biết cả nhà có biết trong chanh đó là tại sao mà uống chanh vô khỏe không cả nhà? Tại vì trong chanh đó là có vitamin C, nhưng mà trong chanh có vitamin C cũng đồng nghĩa là có axit cả nhà. Thì ở đây Ngọc có cái giấy là đo độ pH. Nếu mà chuyển sang đó là nếu mà nó có axit đó thì nó chuyển sang màu đỏ, và là màu chất có kiềm thì chuyển sang màu xanh, và khi mà không chuyển màu thì màu vàng này nó trung tính là nó an toàn cho là cơ thể của mình ha cả nhà. Rồi đây khi để vô chanh thì nó có axit ha cả nhà. Khi mà mình uống vô thì là trong chanh này có axit rất là nhiều, thì cho nên khi mình uống vô, mình uống một vài ngày thôi thì không sao, nhưng mà mình uống nhiều ngày thì là mình sẽ bị đau bao tử, bị loét bao tử cả nhà. Rồi cái cơ thể thứ hai, rồi cái cơ thể thứ hai Ngọc sẽ cho uống vitamin C của Nutrilite. Một viên như vậy nè cả nhà là có hàm lượng là 250 mg, tương đương với là 8 trái chanh hoặc 4 trái cam hoặc là 2 trái bưởi. Thì ở đây Ngọc sẽ cho uống là 1 cốc tư thôi ha cả nhà. Và ở trên cái viên C á, chị có thấy cái chữ C cộng không chị? Ở đây là vitamin C của mình đó là có chữ C cộng cả nhà, duy nhất chỉ có Nutrilite có C cộng thôi, còn C bên ngoài là dạng C sủi. Mình uống lâu ngày là sẽ bị suy gan suy thận cả nhà. Và C của mình đào thải thành lọc rất là tuyệt vời cả nhà, cho C của mình đào thải cả nhà. Rồi đó thì là bây giờ chị còn trung tính, an toàn cho nó là cho mình đó cả nhà. Cho ông C của mình một tràng pháo tay nha cả nhà. Hằng ngày thì mình cũng là mình cũng vẫn là đi ra đường phải cũng phải hết khói bụi xăng xe cả nhà. Rồi đó là mình vẫn ăn nè, sáng ăn nè, rồi bên đây cũng sáng ăn, đây chưa ăn nè, bên đây cũng chưa ăn, rồi chiều mình cũng ăn nữa nè. Một ngày mình ăn 3 uống tử luôn á cả nhà. Rồi nhưng mà bên chanh bên đây á thì sẽ không có còn vitamin C trong chanh sẽ không còn đào thải được nữa hết cả nhà. Cho nên nó là nhiều ngày nhiều tháng thì mình sẽ bị bệnh. Rồi còn cái cơ thể thứ hai vẫn tiếp tục đào thải hết cả nhà, rất là tuyệt vời. Cho nên
người. Thì để coi là xe mình khi mình uống xe rồi mình có là bị nhiễm Covid không ha cả nhà. Nhiều nào lại vậy? Wow, tuyệt vời quá cả nhà ơi, xe của mình hoàn toàn nha. Có thể là kháng lại được những mình là sẽ không có bị mình không mình dùng xe này sẽ tăng cường sức đề kháng của mình rồi, cho nên mình ra đường mình cũng hạn chế bị cảm bị bệnh ha cả nhà. Rồi các sản phẩm thứ ba. Phần tiếp theo là một người Anh, một chuyên viên dinh dưỡng khi đạt đến